xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020, là cái ngày đầu tiên mà thống đốc California yêu cầu tất cả 40 triệu người dân là phải ở nhà, shelter on home, shelter on place. Mà bây giờ tự nhiên cái xe của Hồng Loan nguyên một đêm hôm qua nó cứ kêu sầm hết, chắc nó cũng bị mắc con virus gì rồi đi nè. Bây giờ mình bắt buộc phải chạy đi lên cái chỗ service xe để mà họ sửa. Không có muốn đi ra đường chút nào đó, mà bây giờ phải đi khổ ghê vậy đó. Bây giờ Hồng Loan sẽ quay cho quý vị thấy cái thông tin mà ở Nam Cali, ở Orange County coi nó như thế nào. Mà hiện bây giờ thì Hồng Loan thấy sao mà xe nó cũng đông quá. Mà hồi sáng này mình có nghe news thì nói là cái khu ở Vice Spectrum nó vẫn mở cửa shopping và người ta vẫn đi. Mình không hiểu người Mỹ này họ suy nghĩ cái gì, trong khi cộng đồng người Việt của mình là hô hào với nhau rất là nhiều, là ai cũng rất là sợ và cố gắng ở nhà, cố gắng hết sức để mà ở nhà, không ai muốn đi đâu ngoại trừ là phải đi mua đồ ăn để cho gia đình. Mà bây giờ quý vị coi cái freeway nè, trời ơi sao mà xe nó vẫn đông. Đây là ở trên đường, mình nghĩ là người ta ngồi trên xe người ta không có sợ, hay cũng có thể người ta có những công việc gì đó mà người ta bắt buộc phải đi, cũng giống như là Hồng Loan hôm nay đó. Xe cỡ này thì nó ít hơn bình thường chỉ một chút xíu thôi, tại vì cái giờ này là giờ 1 giờ mấy trưa. Thường thường là cái giờ bắt đầu từ sau 2 giờ là cái freeway này nó sẽ kẹt cứng ngắc đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy là cũng đông dữ lắm rồi, quý vị thấy không? Trang quay khu shopping này nè. Hồi nãy không biết quên có xe không nữa. Không, từ đó. À, ở đây là cái khu shopping đó. Ở đây thì nó đóng cửa hết rồi. Với lại quý vị cũng có nghe biết là đây sau Coast Plaza cũng đã đóng cửa hết rồi. Thì tại vì cách đây khoảng chừng 3 ngày á, là có tin là một người ở South Coast Plaza, nhân viên làm việc ở South Coast Plaza bị mắc bệnh China virus cho nên phải đóng cửa. Mà họ không có cho mình biết chính xác là cái tiệm nào. Bên Mỹ này họ cũng không biết cái vấn đề mà F1, F2 mà những cái người mà tiếp xúc với người bệnh nữa. Hồng Loan chỉ thấy những người bệnh thì họ đưa vô bệnh viện, họ cách ly này nọ, nhưng mà những cái quan hệ xung quanh thì tự giác thôi à, chứ họ cũng không có tìm hiểu sâu sát. Ví dụ như giờ mình thấy một người mà bệnh ở South Coast Plaza rồi nè, đó thì bây giờ cái người đó sẽ tiếp xúc với biết bao nhiêu người. Nếu mà cái nhân viên mà đứng bán hàng thì rất là nguy hiểm. Họ phải cho mình biết là ở cái tiệm nào mà có người bị bệnh để người ta biết, người ta đi thử. Chứ người ta nói người ta chỉ đi, người ta vẫn cách xa, giữ khoảng cách. Nhưng mà làm sao mình biết được? Đôi khi buôn bán mà hỏi là đứng hơi gần nhau chút, nói chuyện nhau chút được, cũng có thể bị lây bệnh. Mà họ không có đưa ra những cái vấn đề đó, cho nên thấy lo và dễ sợ luôn. Mà người Mỹ họ cũng rất bình thường. I don't know. Ok, bây giờ sẽ đi tới những cái chỗ mình chỉ ngồi trên xe thôi nha, để quay thử cái chỗ shopping coi như thế nào. Bây giờ Hồng Loan phải đi bỏ cái xe con sửa trước, mướn cái xe của người ta lại để mình chạy về. Thì trên đường chạy về Hồng Loan sẽ chạy ngang cái shopping mình quay thử. Phần lớn là mình nhìn trong xe đó là mình thấy người đeo khẩu trang là đầu đen không, là châu Á không. Qua Lộc với Loan đi vô Target gặp anh người Mỹ đeo khẩu trang bịt hết, mở cửa xuống hỏi hey, này còn giấy vệ sinh không? Hỏi tụi Lộc không có đâu, giờ này kiếm là hết rồi. Lúc đó 3 giờ chiều mà đi kiếm giấy vệ sinh, trời ơi, người ta ghét lai từ sáng sớm mà vẫn không biết mua được không nữa. Tính ra cái đường trên đây đó,
thường bữa cũng đông lắm á, nay là thấy vắng bớt rồi. Đúng rồi, cũng vắng bớt, đường phố đường này vắng nhiều á. Mà hôm đó thấy người ta ngồi trên xe mà đeo khẩu trang á, thấy nó cũng một phần nó cũng mới đúng, là tại vì khi mình đã đeo khẩu trang đi ra bên ngoài thì đương nhiên khẩu trang của mình nó sẽ bám những cái virus mà mình đem vô trong xe, thì một là mình phải giục liền, hoặc là nếu mà mình sử dụng cái khẩu trang mà loại mình xài lại thì Hồng Loan phải đem sẵn cái giấy Clorox này nè, đó để mình khử trùng nó liền, mình lau nó sạch sẽ liền trước khi mà mình lên xe, là phải lấy cái tờ giấy này rồi lau hết cái tay nắm này đó, những cái đồ mình mua mình cũng lau sạch hết. Quay anh cảnh sát Mỹ. Bây giờ quay qua cho quý vị thấy có một anh cảnh sát Mỹ đang đứng phía trước. Rất là tội nghiệp mấy anh này, cứ sơ gọi 911 là nói tôi cần khẩn cấp chuyện gì, nói khẩn cấp mà tôi gì hết giấy vệ sinh. Bây giờ tôi hết giấy vệ sinh, bây giờ làm sao bây giờ? Trời ơi, mấy ông cũng cười quá trời, mấy ông nói trời ơi, bây giờ tôi chuyện gì cũng gọi 911 hết. Chuyện gì cũng gọi 911 hết. Đến nỗi mà đi number 2 mà hết giấy vệ sinh cũng gọi 911 nữa. Phải mà gọi cho mình kêu lấy nước rửa giống Việt Nam rồi. Mỹ nó không biết lấy nước rửa cái gì ơi. Gì cũng xài giấy mà Mỹ họ xài giấy khủng khiếp. Đúng rồi. Tất cả mọi loại giấy vệ sinh, giấy lau tay, giấy lau mặt là họ xài kinh khủng lắm. Nhất là mình vô mấy cái chỗ mà thức ăn nhanh á, những hàng như là McDonald's hay là tất cả các loại ăn nhanh á, In-N-Out gì đó, thì giấy họ để tràn lan luôn. Mình muốn xài bao nhiêu mà xài. Có nhiều người ta ý thức thì người ta lấy chừng 1-2 tờ thôi, còn như không á, ta lấy sắp luôn. Lấy một đống. Một đống luôn. Xong rồi ta bỏ vô xe nên sao ta xài từ từ, giống như khỏi đi mua giấy vậy đó. Cũng còn nhiều người phí lấy một đống rồi dục ở trên bàn chứ. Mà Mỹ mà hễ mà cái gì mà mình đã lấy ra rồi là không, nó dục hết, nó đâu có, không có gì, sử dụng lại, lại không có tiết kiệm gì hết. Vệ sinh an toàn là nhất. Ở đây một cái khu shopping nữa nè. Mấy cái khu nhỏ này thì nó đóng cửa hết. Đây Costco tại headline quá trời kìa. Costco vẫn còn headline hả? Đi lên trên đó là núi. Núi đẹp lắm. Cái vùng này vùng mới. Bây giờ là chuẩn bị sắp tới cái chỗ phải bỏ cái xe sửa. Phải chuẩn bị đủ thứ, mình phải chuẩn bị theo nước nóng nè để mình uống, rồi giấy nữa lao nếu mà lát mình có cái xe mà mướn chúng ta phải lao sạch rồi. Cũng hên bữa đi mua được mấy cái N95 này, trời ơi kiếm một hơi cái gì ơi, mà cũng may mắn tự nhiên một hôm đi vô thấy người ta ở trong lô xong nó bày ra một đống cái lon lọc mới nhào vô, trời mình muốn hốt nhiều mà mình cũng mắc cỡ, mình sợ người ta nói, thì thật sự gia đình mình cũng đông, nội trong nhà ông lon là hết 6 người rồi, mình mua mà cũng sợ quá, cái rồi hai đứa phải chia nhau ra mỗi đứa lấy mấy cái, chứ để người ta nói người Việt Nam mình vô hốt hàng, thật sự là họ cho mình mua limit nó là 10 cái một người, cho nên cũng có được vậy. Tạm ổn trong mùa dịch. Đây em mở nó ra chút, mình phải đeo nó lên cho chắc ăn. Mà không biết lát vô cái chỗ sửa xe của mình á, họ có đeo hay là không. Chứ hôm nay thấy người Mỹ họ rất ít là đeo. Tại vì họ đúng là họ nói là nên để dành cho những cái cơ sở y tế, những cái bác sĩ này nọ cần thiết để mà sử dụng. Mình chỉ khi nào mình bệnh mình mới đeo thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm này, cái bệnh này nó lây lan quá nhiều rồi. Bản thân mình không biết mình có bệnh, không chắc chắn được. Không có chắc chắn được 1% nào là mình bệnh hay là mình không bệnh hết. Cho nên mình đeo vừa là để bảo vệ những người khác, mà bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cho gia đình mình luôn. Đây, một hộp giấy. Hộp giấy lau tay. Bao tay. Phải chuẩn bị bao tay để bao lát tài. Nữa lái xe lạ.
lái xe lạ, xe lạ của người ta, xong là mình phải lấy tay đeo. Nhiều khi người đi trước người ta bị gì mình không có bị ảnh hưởng. Đây là một trong những cái full shopping cũng rất là lớn ở Tustin. Thành phố Tustin thì kế thành phố Irvine. Mình vừa mới qua khỏi thành phố Irvine, bây giờ ở đây là mình đang ở thành phố Tustin. Đó là toàn bộ những cái chỗ này thì họ đóng cửa hết. Mình vô trong đây là vẫn còn xe nè, xe vẫn chạy. Như là những cái chỗ fast food nè thì nó vẫn còn. Chỗ thức ăn nhanh chỉ lại mấy cái chỗ sửa nhà như là Home Depot vẫn còn mở. Nhiều khi mấy ngày này người ta nhà ta rảnh người ta sửa nhà. Giống như mình. Giống như Lộc. Mấy bữa cũng đi Home Depot với đi Lowe's mua đồ về. Sửa này sửa kia sửa nọ. Khu trên đây là nó tập trung mấy cái hãng xe lớn. Ở đây cũng có Costco nè. Costco đây hả? Dạ. Costco lúc nào cũng đông xe. Sao gần nhau, hai cái Costco gần nhau ha. À, rồi, vô. Photo center, cái đường đi vô khu này là toàn là xe hơi. À, đây là chỗ service á, họ vẫn làm việc bình thường. Điều lạ là không ai đeo khẩu trang. Mấy cái chỗ ngồi thì họ đóng là không cho ngồi, không cho tập trung rồi. Spectrum khám phá thử nha. Tại đi sửa xe xong á, có đi ngang cái chỗ này. Hồi nãy thì mọi người ta sửa xe người ta nói để người ta kêu Lyft hay là Uber cho mình chạy về. Mà đâu giờ đâu dám đi mấy đó nên phải nhờ my brother chở về giùm Hiếu Võ. Cũng hên là work at home nên Hiếu mới có ở đây, chứ không là cũng không có ai nhờ được. Kiếm xích lô về. Kiếm xích lô mà về thôi. Đây là nhà hàng ăn. Ồ, vắng tanh nè em ơi. Đâu có ai đâu. Thì chỗ ăn vắng tanh. Vậy luôn thì đừng cho bắt kinh. Vậy mà hồi sáng bà Niu á nói là vẫn đi shopping rồi. Nếu cá xe security nó chạy chắc nó không có cho vô. Cho vô đâu. Trong mấy khu này không một bóng người luôn. Hopkins cũng không có xe. Chỉ có vài lác đác vài chiếc chắc của nhân viên ở đây rồi. Hy vọng bên kia tới thử ghép luôn á. À, quán xá đó. Ghế chỏng lên hết rồi. Đó là đông lắm. À, trong khu đó là nó đông lắm. Ồ, ai xin em đóng cửa luôn rồi. Trong Apple này không có ai luôn. Apple là đóng cửa sớm nhất á. Năm nay là chắc iPhone chắc không có ra rồi. Muối gì vậy? Toilet paper hả? Nếu có. Phóng về cái đi. Hình chị nhớ chị này nó có. Nó chị này nó có.
đeo mask không? Đeo mask rồi, chắc ăn. Đeo mask. Đâu rồi, của em đâu rồi? Chúng mình đang bước trong Target. Mọi người vẫn bình thường, không ai đeo mask mà kêu mình. Không ai đeo khẩu trang hết, ngoại trừ mình thôi. Mình vô đây coi sao nha. Hôm nay chính phủ thông báo là cái khai thuế được dời tới ngày 15 tháng 7 cho bà con thủng thẳng đi khai, sợ đi ung ngụm đi khai bị lây nhiễm tiếp nên chính phủ làm vậy. Trường học thì học sinh được nghỉ tới hình như là tới tháng 4, 17 tháng 4. Đây nước này, nước vô quá xịt quá trời nước này. Ở đây không có giới hạn mua, cứ một chai 1 lít là 1 đồng 2 sen. Ồ, có cái đồ hộp nè, không mua nhiều quá. Mấy cái đồ hộp nè. Mấy cái đồ hộp chứ, thường là những này Mỹ ăn nhiều, Việt Nam mình thì ít ăn. Sẵn luôn à, oh my God. Pasta nè, rồi cái mì Ý á, còn không còn. Đồ đông lạnh thì cũng hết. Mấy cái pizza với lại cái đồ mà lạnh ăn liền á, Mỹ người ta ăn nhiều lắm, nên nó hết lẻ. Tôi cũng hết luôn. Cái raw beef nè, mua một tặng một, 20% ốp nữa. Cái mùa dịch nhưng mà họ vẫn bán giá thấp để cho người dân người ta có cái đồ ăn rẻ để người ta mua tàn. Rau em. Giấy lau tay thì hơi khó kiếm. Đây cái khu vực giấy lau tay nè. Paper. Không còn một mảnh. Rất là sạch sẽ. Cái con virus China này hại mọi người quá. Cầu mong sao cho nó qua lẹ để cho công việc mọi người nó trở lại bình thường coi. Bữa giờ phòng thu cũng tạm ngưng để qua mùa dịch rồi mình mới dám làm tiếp. Để mọi người cùng giữ gìn sức khỏe cho nhau. Bây giờ là mấy giờ ta? 3 giờ kém 5 phút là sau khi đi thám tính tình hình ở Bay Spectrum thì quý vị cũng thấy là vắng que luôn, chỉ có Target là có một vài người khách mà có những cái gì họ cần thì họ vô thôi. Và bây giờ lại bắt đầu trên freeway 405 là cái freeway là lúc nào cũng busy của California. Mà cái giờ thường là cái giờ này á là kẹt xe khủng khiếp luôn. Bây giờ Hồng Loan quay cho quý vị coi đường freeway đã vắng rồi. Thấy cái điều này làm mình cũng mừng. Hồi sáng nghe news nói là vẫn sinh hoạt, vẫn ra đường, vẫn đông, rồi shopping, vẫn đi. Làm lo sợ quá, mình không biết người Mỹ họ suy nghĩ gì. Nhưng mà giờ này thì đường vắng rồi nè. Hồi sáng này là nhiều khi những cái sở họ vẫn phải vô làm việc. Tại vì cái quyết định nó mới đưa ra hồi chiều
trễ của chiều ngày hôm qua, cho nên nhiều cái công ty họ cũng chưa quyết định là cho nhân viên nghỉ. Thì Hồng Loan nghĩ là hồi sáng này khi mà vô rồi họp này nọ thì họ sẽ cho nhân viên đi về, cho nên bắt đầu bây giờ là đường bắt đầu vắng. Đây là Uber driver của mình. Cũng hên là hôm nay là driver của mình nằm ở nhà làm việc ở văn phòng ở nhà, cho nên không có xe cái hú cái chạy lên liền. Chứ không thôi hai đứa phải đi Uber thiệt về cũng ghê lắm à. Tạm biệt quý vị.